Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy tiếp tục chia sẻ cho quý vị tại triển lãm Hưng Yên 2023. Và quý vị có thể nhìn thấy có quá đông quý khách về đấy tham quan triển lãm. Cái sức hút của cây cảnh quý, cái sức hút của cái đẹp thì là một cái sợi dây vô hình. Và để mà chiêm ngưỡng những tác phẩm quý thì không phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng được. Và cái sân chơi triển lãm thì là một cái nơi quy tụ những rất nhiều tác phẩm quý, những cái nơi tinh túy của tất cả các địa phương về với Hưng Yên. Và mọi người đang tham quan tác phẩm Một cây xanh giáng lão của anh Phạm Thế Hùng, đang có mặt ở tại triển lãm Hưng Yên. Một tác phẩm cây xanh giáng lão, anh ấy bố cục tác phẩm rất ấn tượng. Tác phẩm này chào chú, chào các anh nhá. Rồi, chào chú, chào anh. Vâng. Chú rồi thì các anh cho cháu cái cảm nhận khi đến với Hưng Yên nhỉ? Thấy triển lãm Hưng Yên có đẹp không, có hoành tráng không? Nếu mà mở triển lãm Hưng Yên đợt này nó to nhất ấy. Dạ. Trước dạ. Ký nhiều cái ký. Cây bây giờ. Dạ. Nhiều tác phẩm ký. Mong không được. Vâng. Muốn không được. Vâng. Chỉ ngắm thôi. Vâng. Ký rất chọn lọc. Đẹp. Đẹp, không gian đẹp. Không gian đẹp. Nói chung là mọi cái đều đẹp. Cái sự kết tinh của tinh hoa cây cảnh về với Hưng Yên. Vâng. Quý vị đến với tác phẩm Một cây xanh giáng lão của anh Phạm Thế Hùng. Anh đặt tác phẩm là Lão Bồng Nguyên Soái. Thế nhìn vào thì quý vị đều nhận ra là cây xanh giáng lão rồi. Ờ, tác phẩm Sa Đức Huy nhớ là một cái tác phẩm đã gây ấn tượng tại triển lãm Thanh Hà, và khi đến với triển lãm Thủ Đô cũng ấn tượng không kém. Và hiện nay tác phẩm đang có mặt ở triển lãm Hưng Yên, gây được sự chú ý rất lớn của mọi người bởi cái đường nét nghệ thuật trong tác phẩm. Vô cùng dễ, không cần lắm, cũng không cần nhiều. Đây không có gì mà nhiều cái dễ là. À, nghệ nhân Đào Nhất Hoa thì cho em mới cảm nhận nhỉ, khi về với triển lãm Hưng Yên cũng như đứng trước cái tác phẩm này, cảm nhận về cái cảm nhận về triển lãm Hưng Yên anh thấy sao? Nói chung là chúng nói là cái triển lãm Hưng Yên lần này là quy tụ rất nhiều tác phẩm đẹp. Dạ. Sát cái năm 2023 là mình thấy là đây là triển lãm cấp tỉnh, nhưng mà lần này là đột biến, đột phá mạnh. Dạ. Nhiều những tác phẩm đẹp quý ở các tỉnh quy tụ ở đây rất nhiều. Dạ. Và nó có cái thời gian dài rộng để cho anh em các nơi về đây tham quan. Mọi người đầu xuân thì đi đầu xuân, thời gian rất là dài. Dạ. Đấy. Về đây lại được cái không gian rất là rộng. Vâng. Thì mình thấy là nó nói là có thể là hiếm có những nơi còn có được cái không gian đẹp. Đấy. Vâng. Ngoài cái không gian này, ngoài không gian thời gian này, rồi cái địa điểm này, rồi cái thời tiết cũng được ủng hộ, rất là đẹp, mát mẻ. Thế một cái thời tiết thì đầu xuân mà quý vị, đầu xuân rất là mát mẻ, mọi người thì đầu xuân thì đi vui chảy hội. Và vâng, thì vâng, thì triển lãm nào cũng thế anh ạ. Bên cạnh đấy, bên cạnh những cây có tiếng rồi, nổi tiếng rồi, thì còn những tác phẩm quý mà
các nhà vườn vẫn chưa muốn xuất hiện. Nhiều cây là khi xuất hiện cái là quý vị cũng ồ lên bởi vì cái vẻ nghệ thuật. Như tác phẩm này cũng thế. Mới xuất hiện ở Thanh Hà và Sa Đéc Huy nhớ cũng mọi người vây quanh và chiêm ngưỡng. Thì cây cảnh thì cần cái tính kế thừa. Cái kế thừa từ con người đến tác phẩm. Phải có những cái cây nọ đối tiếp cây kia. Mà hoàn thiện rồi thì vẫn các nghệ nhân cũng vẫn đang còn miệt mài để nuôi những cái phôi để tạo tác ra những cái dáng thế mới. Thì cái đó để góp phần cho phong phú cho cây cảnh Việt Nam. Cái sáng tạo và không ngừng nghỉ của các nghệ nhân thì là một cái điều hết sức quý báu cho cây cảnh Việt Nam. Mọi người đang trò chuyện và bọn Sa Đéc Huy sẽ quay cho quý vị cảm nhận cái tác phẩm này. Cái tác phẩm này thì có thể cái tuổi thì không chưa thể già cóc cách như nhiều tác phẩm khác. Nhưng cái đường nét nghệ thuật thì cũng không thua kém một tác phẩm nào cả. Và không tự nhiên mà mọi người lại đứng mà hồi lâu chia sẻ và bình phẩm đến như vậy. Chắc hẳn là phải có nhiều những cái điều, những cái lôi cuốn mọi người. Và những cái đường nét đó thì bà Sa Đéc Huy cũng vừa truyền tải cho quý vị. Quý vị ít nhiều cũng đã hiểu được và cảm nhận được những cái đường nét đó trong tác phẩm. Nhìn ở mọi góc cạnh đều đẹp với một cái bố cục với cây giáng lão như này, rất là hợp lý. Cảnh phong có, tử có và có rất nhiều tử, xử lý cái bố cục rất tốt nên mọi góc cạnh không thấy trống. Ấn tượng quá quý vị với một cái tác phẩm như này. Nhiều lúc kính thưa quý vị là cũng bí từ thật đấy và hết sạch mỹ từ. Lắm lúc là chiêm ngưỡng cái tác phẩm quý mà thực sự là cũng hết sạch cái mỹ từ để tải. Đẹp quá rồi thì biết chia sẻ cho quý vị thôi. Và kính thưa quý vị, Bà Sa Đéc Huy cũng đã đi một vòng và chia sẻ hết cho quý vị cảm nhận được từng đường nét của cái tác phẩm nghệ thuật quý của anh Phạm Thế Hùng
tại Kinh Môn, Hải Dương cho quý vị yêu kênh cả nước chiêm ngưỡng. Thì đến đây Bonsai Đức Huy xin phép quý vị được dừng lời ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.